Trời ơi, hấp dẫn quá chị Thùy ơi. Ngon quá chị ơi. Cái này là chị Thùy làm luôn hả? Bỏ mấy tiếng đồng hồ ra ngồi lộn. Đúng rồi đó, mấy tiếng đồng hồ mới làm được cái nồi, cái tô này đó. Cái này cũng biết gọi là nồi hay tô nữa. Cái thao. Ủa Thùy với Nhi trộn giùm anh xíu, anh xử lý công việc nha. Ủa? Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi đó. Sao? Hai đứa trộn xíu anh xử lý công chuyện à. Dạ Thùy Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Dạ hiện tại thì Thùy với Nhi đang làm một cái món rất đặc biệt, đó là gỏi tôm tích. Thì cái món này nó bao gồm các nguyên liệu là có bắp cải nè, ổ lộn củ cải rồi có rau thơm nè, có dưa leo nữa nè. Ngoài ra nó còn có nước mắm, chua ngọt. Nước mắm này hơi bị ghê chị Thùy. Ủa mình sao hồi nãy thấy tôm nhiều quá ha. Mình trộn cái giờ toàn là rau không vậy? Tôm nó đậm đó. Nhưng mà ngon quá. Cái này là gọi là tôm tích núp lùm mới đúng rồi. Đây là mình đang trộn với nước sốt thần thánh. Có mũi ba ngàn, Bảy. Ở đây mũi nhiều. Mũi nhiều đạp. Qua trời. Dạ đang quay. Chứ con vừa đang hướng dẫn em bé nó bắt con sao nè. Khó ghê luôn á. Công việc quá trời nặng nhọc rồi. Cũng đâu phải dễ nướng cưng. Bắp đâu dễ nướng. Mà hồi chiều có than không hay là lấy than của mình theo hả? Dạ cái này là than. Hả? Than của mình phải không? Dạ. Chắc phải thêm quá. Sợ ít. Ủa, ngon bắp mua ở chỗ cái hoàn cảnh của hai bé. Bắp ngon ghê luôn. Ngay à, bắp mới trồng. Ủa bắp mới hái xuống. Wow. Chị Thùy ăn thử miếng chị Thùy. Bảy ăn thử miếng cái Bảy, vừa cho Bảy. Bảy đây rồi, là hai chị em trộn nè, hai chị em làm cực khổ nè, để Bảy ăn thử rồi nha. Mà sao trộn mà nó cay quá. Dạ. Trộn nghe mùi không cay quá. Rồi review đi Bảy. Review. Không hết mùi luôn. Thầy chúng đi chọn cái tôm ngon cho mọi người. Tôm tích là cực khổ mà làm tụi con tôm tích như vậy nè. Ngồi lột cái nửa ngày trời mới được nhiêu đó đó. Dạ. Chị chọn là 3 chiều mà ngồi lột nửa ngày trời luôn hả? Dạ tôi chấm thấm vô này, chấm thấm vô con tôm tích rồi vô cải, rau rồi, ngon rồi. Dạ, nó chơi thôi chứ thật ra cái món này là của Bảy làm phải không Nhi? Dạ, của Bảy làm. Ôi. Quá trời ngon Bảy ơi. Có chồng được rồi Bảy. Nhà Bảy là có chồng được rồi đó. Quá trời hấp dẫn luôn. Dạ cho bà con cô bác cho em xin phép em thử một con. Mà em hạn chế đạm cho ăn bắp rồi xíu em đi ngủ à. Ôi nó ngon. Không ăn được không? Quá trời ngon. Thấm chua ngọt quá trời ngon luôn. Có cái dĩa. Gắp vào dĩa hai em. Dạ. Mình gấp cái hai dĩa. Gấp một dĩa rau, dĩa tôm. Ủa tính là tôm này nó cũng bằng như con tôm này hả Bảy? Đúng rồi. Mà sao em không thấy gặp ta? Hồi nãy chị đó nó gặp nhiều lắm. Con tôm này là mình phải làm gì mình ăn lắm là dễ gỡ mà dễ ăn. Trời ơi cực vậy hả? Cái con tôm tích này ngon nhưng mà ăn cực. Mà cái thịt đó. Tại mình ăn tôm nhỏ. Em thích con tôm có gặp à? Ăn tôm tích là phải làm như vậy, đỡ bị xước vô cái miệng này, cái này ăn vô là xước cái miệng. Ngon rồi, gạch không? Ôi, bỏ lại chi vậy Bảy? Bảy, bỏ lại chi vậy cho em đi. Dạ. Chấm một miếng nước chấm hồng thánh vô. Không sao. Lỡ em cắn nè. Trời ơi, ngon quá. Dạ. Cái gạch nó cứng, béo. Nhiều gạch ghê luôn á. Cái con có chút xíu mà sao nhiều gạch vậy ta? Rồi bắp này lấy hộp xong là cùi chấm cũng ngon. Dạ thôi, cái đó anh ăn đi. À, thì bắp lấy vỏ xong thì mình ăn tôm tích lấy vỏ xong ăn thịt này lấy hộp xong rồi. Cái đó thì nó khác rồi. Thái ơi. Thử này chị được bưng vút nè Thái. Cái nào? Cùi bắp. Cô bắp chấm nè, chứ cái chấm thằng Thánh ngon lắm nè. À, cái cặp sạch trên mày nè. Tại vì để hộp bắp nhiều quá ăn sẽ dễ bị tiểu đường á. Đụng thảm, đụng bắp này ăn tiểu đường. Còn cái củ bắp thì ăn tì bị bướt. Đụng thảm rồi. Đụng thảm rồi. Hấp dẫn dữ vậy ta. Quá ngon luôn. Không, ăn này dễ bị gút lắm. Ăn leo với củ cải. Ừ. Ai nó không được ăn. Ít mới ngon nè. Ốc Anna Bảy làm 2 món luôn hả? Ốc Anna làm 2 món luôn với Giang. Rồi, đi ăn ở ngoài bè mà còn có đầu bếp nữa thì còn gì bằng. Ừ, mà mình mua ở chợ nữa ha. Dạ. Chợ đồ tươi. Có phước lắm á nha. Phước. Bảy làm được hết. Chỉ trừ đẻ thôi hả? Đẻ là Bảy làm. Nhưng mà Bảy đẻ được là ngon. Cái gì cũng làm được hết mà đẻ không được thôi. Chết luôn. Trời ơi, hai cô gái đảm đang quá nè, cho hai cô gái lên hình cái đi, tôi tìm nghiệp hai cô gái. Đây tao cũng diễn tùm lum nè. Đó, ăn cá trai nè. Con cá trai luôn hả? Trai thiệt. Con trai luôn hả? Ừ, cá trai chiều cô đó nó. Cá trai phải không Bảy? Có con cá gái không anh? Có con gái cá. Con gái cá. Ngon quá. Hấp dẫn ghê. Bắp, anh thì phải bắp. Lấy anh bắp, ăn bắp đi, rồi em ăn tôm cho. Nãy giờ tại tôi vừa đi nãy giờ đó bụng quá xin trái bắp ăn trước. Mà chắc ra đây chắc có mình mê bắp nhất. Mấy nhỏ đó nó ăn hải sản được không? Thơm ghê đó. Ngon ha. Ồ, cái mâm này mà mình ăn mà mình kiểu mà vô nhà hàng hoặc là mình về ở quê mình mà mua cái mâm này ăn chắc tốn tiền nhiều lắm á. Mà cá này rẻ quá ha anh. Ừ. Nãy nhiêu đó có 150 không? 150 à. 4 con. Nó ngon không biết nữa. Ngon, cá này tươi, cá này ngon. Bắp cũng ngon, mọi thứ đều ngon. Còn cá này nãy em bắt được rồi, lát nướng thử. Cá nâu. Để lá anh Khương nha. Để lá anh Khương nướng. Thơm quá. Con cá trai này nướng chắc hơi bị lâu quá, nó bự quá. Không, chắc không chín lửa này nữa nha chín. Giống cá bún cát vậy ha. Dạ. Cá bún cát nó bự. Nó lớn rồi. Dạ, đồ ăn xong hết rồi bà con cô bác ơi. Nãy giờ tụi em đi bắt vô rồi vô chế biến bây giờ xong hết luôn rồi nè. Ở đây là bè của chị Phước với anh Được. Cái này là sinh tồn nè. Sinh tồn dữ chưa? Sinh tồn á. Phải sinh tồn mình vô mình đi chợ, mình đi bắt đồ này kia mình nấu nướng chứ đâu có sẵn đâu, đúng không? Thôi mời cả nhà ha. Dạ thôi, mời cả nhà. Mời bà con cô bác. Nay làm như đám cưới của chị Phước với anh Được sao mà mời là 7-8 món luôn. Quá trời. Dạ mời mọi người. Ăn đi chị. Vừa ăn không bắp. Sinh nhật hả? Nay có sinh nhật ai không? Dạ. Đúng Nhi phải không? Đúng hôm nay đâu hả? Mai hả? Dạ vậy hả? Mai lên về làm về sớm, tranh thủ về sớm. Nhớ đãi sinh nhật nha. Rồi bây giờ mình để giới thiệu món đi. Dạ. Nhiều món quá nè. Anh Phương giới thiệu hay em giới thiệu? Em giới thiệu ơi. Biết món không? Dạ biết chứ. Dạ xin giới thiệu với bà con cô bác đây là món hàu nướng mọi. Có con vẹm nè, vẹm xanh. Dạ có con vẹm xanh. Còn đây là tôm tích nướng mọi. Nhiều cũng nướng mọi. Còn cái này là cá trai nướng mọi luôn. Ôi, thử cái thịt con cá trai đó còn sao em. Bữa xưa giờ chưa thử bao giờ. Nghe nó giống giống củ khoai. Ôi nó giống như cá lau kiến hả? Nó giống vậy hả? Giống con cá gì nữa đây nè, tự nhiên quên rồi ta. Cá mún cát, cá mún tượng gì vậy? Con gì nè, tự nhiên quên rồi. Thử rồi, thôi thăm mời nha. Dạ mời cả gia đình nha, để em thử miếng cá này. Em cũng thử miếng luôn. Có mặn nha. Thử đi. Có chai khác, có mặn khác á. Ăn ra cái ra biết cái mùi con cá biển. Không ngon. Không ngon hả? Thịt nó không ngon rồi nè. Dạ. Ừ. Nó khô queo à? Ừ, nướng nó khô rồi. Không, nước nó phải khô rồi. Nó cũng giống thịt gà chứ. Ừ. Vậy là em không hợp khẩu vị nữa rồi. Dạ hả? Anh thấy ngon hả? Rồi em ăn vỏ hào đi. À, cái này món này bạch tuộc gừng. Ngon chứ. Ngon hả chị? Ngon. Tại em quen cái này. Với lại nhiều khi thì nó không ăn để cho mọi người định ăn mình đó. Vậy là em thích ốc hơn. Thích ốc hả? Dạ. Gấp 21 mút đi. Đây là cái dĩa gỏi tôm tích của Bảy là. Rồi ơi. Chín rồi. Cái đó là bạch tuộc rừng nhúng giấm. Nhúng me. Nhúng me hả Bảy? Ủa, bạch tuộc rừng này bự với Bảy. Trời ơi con bạch tuộc. Ra đây tha hồ ăn hào luôn. Lửa lớn không? Lửa lớn quá, lửa nhiều không? Dám lửa lại kìa. Bây giờ chưa giới thiệu hết thành viên trong nhóm nào. Dạ. Cái bên vừa là bác Kha. Chào quý bà con cô bạn. Em dâu của Thùy. Vợ của bạn anh Thái. À, chị Phước. Bạn kia Lộc. Đây, tới Thùy giới thiệu với Thùy. Dạ. À, đây đi. Đây là anh Thái, tôi người miền Tây. Hai đứa mẫu cặp vậy trời. Dạ, bởi vậy em nói bạn anh Thái nè. Dạ, anh này bạn anh Thái Huy. Còn kia là bé Mai. Còn đây là anh Minh. Dạ, và kế bên là chủ bè, anh Được. À, còn kia li li lẹ lẹ qua nha anh Giang. Dạ, kế bên là anh Minh. Li li lẹ lẹ qua anh Minh. Ủa anh Giang, dạ dạ. Tại vì ông xã em không thích lên hình. Dạ, còn không phải không thích mà không tự tin chứ. Nói vậy tự nghiệp. Còn này là bé Hương. Còn này là bé Nhi. Rồi sao ông xã có muốn lên hình không? Em đi lại nè. Rồi ha, vậy thôi ha. Dạ còn đây là Lộc. Ủa như nãy giới thiệu rồi hả? Rồi. Còn Bảy đi vô. Em. Còn em với Bảy. Còn em là Thùy Kim Khiết. Ủa còn anh nữa? Anh giới thiệu không rồi. Dạ hả? Bây giờ bà con bác cũng biết mình rồi. Dạ. Rồi vậy thôi mời mọi người. Cá này chịu mua cho bạn Thái là. Em nhớ nó giống con cá gì rồi. Giống con cá bò da. Nhưng mà ăn không thịt không giống lắm. Cá bò da hả? Ừ. Cá da bò hả? Cá bò da lúc xé ra thịt nó cũng tựa tựa vậy nè, sớ sớ vậy nè. Dạ. Ừ. Nhưng mà ăn cá bò da cái thịt nó dai. Ừ. Chị Bảy kìa. Đây chị Bảy, chào mọi người. Ừ, chị Bảy. À, chị Bảy mới ra. Chị Bảy chào mọi người. Chị Bảy là người nấu những cái món ăn của ngày hôm nay. Ngon ha. Ngon mà tươi. Dạ, hào ngon quá. Hào mới vừa bắt lên được thưởng thức liền luôn. Vừa mê vừa thích ăn cá. Còn em thích ăn ốc. Thái nói chuyện vậy hả? Có muỗng đây. Ngon bên Thái. Anh Thái chỉ mình ăn hào mình lấy muỗng cào. Dạ. Cá nướng ngon không? Chấm cái nước chấm thần hoặc là muối ớt hay nặng chanh vô. Nước chấm thần thánh. Đúng. Ăn đi, ăn đi. Nướng mỡ hành cũng ngon mà hôm mình nướng gì nữa ngon. Nó có bơ phô mai cũng ngon ha. Em không thích mỡ hành, ăn gì em thích hơn. Cảm ơn chị. Ủa cái trên cái vỏ là mọi người tự ăn, mọi người tự bóc mà. Chị Bảy. Có giấy chưa đây? Dạ có rồi chị. Là ăn xong lát mình đi bắt ba khía rồi đó ha. Ừ. Mình phải mưu sinh chứ. Cái chiều mình đi ra chợ mình mua biết bao nhiêu tiền rồi. Giờ mình phải đi bắt ba khía để mình ra sáng mình ra chợ mình bán. Mình mua lại iPhone. Okay. iPhone 15. Ừ. Cái này nó trứng nhiều lắm rồi á. Trứng nhiều lắm nè. Chiều mình mua nhiều ký 200.000 ký à? Dạ. Nhưng mà cái này em nghĩ chắc Giang ăn cười kìa. Bảy cái này người ta đưa vô người ta bán lại chắc chừng 150 cùng hả? Rồi thương lái mới bán lại mình 200 đúng không? Đúng rồi. Mê cái tài nấu ăn của chị Bảy. Bảy nấu ngon quá. Chị Bảy của mình nha. Đây, ngon nha. Tính ra cái dĩa này nè anh, mà mấy ông nhậu á, ngồi anh luộc cho mấy ông dĩa ngồi lại từ đầu tới cuối buổi. Đỡ tốn mồi hả? Đỡ tốn mồi. Mà ngon ghê á. Ừ. Ngọt ngay. Tươi. Ngọt cà na tươi. Đây, thử một miếng bạch tuộc ha. Đó. Này bạch tuộc rừng. Nó sống với tán rừng. Đó, tán rừng. Em tưởng nó sống ở trong rừng chứ. Đúng. Với tán rừng vẫn sống ở nước mặn. Rừng là bạch tuộc rừng. Dài ngon ghê không? Phải ăn cơm chăn nước mắm hả? Cơm chăn nước mắm cũng good nữa mẹ ơi. Cá ăn cũng được anh Thái. Có con cá nè, mẹ biết Hương cho dạy cá. Cá biển có gút không? Con cá thịt nó không độc. Thịt nó thịt trắng thì nó không sao. Bạch tuộc thịt cũng trắng mà anh. Không, bạch tuộc nó cho nó không nặng nữa nè. Tôm rồi nghe kia không? Ồ. Con ghẹ nữa nè. Tách con ghẹ nha. Bao ăn. Bao ăn không chị? Em bao nè. Này ghẹ sống gừng hả? Thằng giống cua gừng hả? Nhưng mà cái này em bao ăn thiệt mà. Ồ, không, ghẹ ăn ngon. Ngon. Rồi. Ngon ăn cua hôm qua. Nhắc hoài. Nhắc hoài. Khổ lắm luôn. Trời ơi, coi cua ghẹ nó ngon nè. Nè. Cho cô Ba Ô ăn khúc nè cô Ba Ô. Dạ, cảm ơn hai. Đây. Nói cô Ba Ô mới nhớ. Lúc này ai cũng kêu cô Ba Ô chứ không vậy. Thành danh luôn à. Chuyện này đi chợ người hỏi cho chị. Ngon ghê không? Không, ghẹ này xuất sắc. Ngày đi đâu cũng cô Ba Ô chứ. Đàn nước ơi, đồng trên đồng dưới ai bớt cơm mình bớt cơm nha. Thái ngày đổi tên nè bạn. Thái đổi tên nè, đổi tên gì Thái? Thái Dơm. Cái gì? Cái gì? Đây, có tay mới rồi, tao nè. Thái gì? Thái Dơm. Làm giải. Như vậy. Vẫn có phải cái lái. Cái tên mình là cấm nói lái. Mình đặt tên nào cũng vậy hết, phải cấm nói lái. Đặt tên Thái cực quá. Thái Vũ, Thái Dơm rồi. Thái Dí nữa. Rồi Thái Giám. Thái nhiều ghê luôn. Bởi vậy đặt tên Thái cực quá. Tên Thái với tên Tú là cực nhất. Không, xin lỗi bà con bác ai đã nhiều khi tao tên Thái chứ không nói gì. Chắc có cắt lúc này đi. Tao quỷ vô lô mình á. Tú tên Thái tên Tú. Đúng đầu đó là Vũ nữa. Tin Vũ nữa. Thôi Càng nghe càng ghê ghê rồi đó. Không, nghe thấy ghê ghê rồi đó. Mấy bạn hay lại ghẹo đó. Tên Hải cũng vậy hả? Tên Hải cũng hay ghẹo bị ghẹo hả? Ngày đi hơi sâu. Hơi sâu rồi. Có mấy tên không bị ghẹo hả? Chị đặt mấy tên không bị ghẹo hả? Mốt mình có đẻ nó đặt. Không bao giờ bị ghẹo. Tên gì anh? Tôi tên chó rồi hả? Có ai ghẹo không chứ? Để tao nói tên báo cho còn ai ghẹo nữa. Cho đĩa xong tới cho đĩa. Cho đĩa hả chị? Cho đĩa cho bé, cho nhỏ, chó tùm lum chó luôn. Vậy là có người đặt thiệt luôn. Thiệt nè. Nhà ông đặt tên chó không? Ông hù ai trời. Tại là ông thích chó. À cái ông mà cho đậu xe đó. Cái ông đậu xe về mình chạy xe đậu nhà ổng đi. Rồi mỗi lần ông kêu cho điếc hả? Nhưng mà rồi mỗi lần cha mẹ kêu tên con sao tại? Cho điếc luôn. Bây giờ vậy. Bà vợ thì kêu ông điếc. Không dám kêu cho điếc. Đó đó mùa dịch mà bán chó em bắt bán 17 luôn mà nó không mua. Cho nhỏ cho bé cho lớn cho to vậy đầy đủ hết trơn. Ông bà nhiều khi đặt kích tới mắc cười. Cắt bắt đầu có mũi rồi đó. Không. Không sao đâu à. Đây không có gì ngoài mũi. Đặc sản. Ăn ghẹ thì ngon nhưng mà gỡ cực. Ăn gỏi của Bảy là hỏi gỏi ngon. Đặc sản từ giờ là phong phú nhất luôn. Nhiều món. Đây nè để anh gỡ sẵn cho em ăn. Dạ. Rồi nè gỡ xong rồi nè. Nè, gỡ xong rồi nè. Ủa vậy hả? Con vỏ. Dạ. Cái làng trên làng dưới ai có thiếu cơm mình bớt cơm nha. Có ai gỡ sẵn ghẹ được không ta? Có. Con chồng rồi chứ ai gỡ. Em ăn thử cái con trai. Ủa con này con gì vậy? Con dòm. 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 Dạ nãy em có nghe nói rồi. Tên rất là mỹ miều hả bạn? Nó kêu bằng con đầu tiên. Còn mà có chậu nên kêu dùng. Dạ cảm ơn Bảy. Mà cái này là đa số nó kêu đầu tiên là nhiều. Cái tập bữa nay của em biết có sao không ta? Ông nội nào đặt mắc cự quá không? Đặt tên. Cái vỏ xe nóng mà anh chưa thấy đâu. Tại vì anh xuống Đình Đình nếu mà đi Bắc Hào mà em dắt cái dầu đó phải lực nó xanh như xe luôn. Bữa có quầy. Xanh nước luôn hả? Không có đóng cái vỏ xe mình nãy nó đóng xanh như xe của ông Hào đâu. Tại là nó không à. Mà nó không có thật thà chứ. Nó ngon không? Nó ngon. Nó không thật thà nhiều chứ chỉ nó teo héo xíu. Đúng rồi. Nó dùng tròn hết luôn. Con ghẹ này ngon nè. Ghẹ trứng nè. Con trứng nó đỡ hơn ghẹ. Bạch tuộc ngon quá. Đúng rồi. Thường ngày anh ít ăn hải sản lắm mà bữa nay có một bạn anh phải ăn nè. Tại sao? Ăn bò ghét luôn. Nè nè thôi cho miếng nè. Dạ. Ăn cho thèm chơi vậy á. Nghiệp Thái được chứ. Ăn hải sản không được, cái này ra đây toàn hải sản không. Có bà Kha nè, bà Kha là say mê luôn nè, bà Kha khoái ghẹ lắm. Rồi không? Thái không được mà Thái. Lên núi cũng kêu ghẹ nè. Dạ. Để bơi vô cái quá lắm mà. Không phải không nói không. Tối rồi đó. Thịt bò anh cũng đâu ăn được đâu đúng không? Tính ăn ghẹ là không có nuôi được á. Mua ghẹ mà biết lựa để còn nhỏ nhỏ thì mà ngon. Cũng rẻ nè. Ủa chị Phước ăn hả chị Phước? Chị Phước ăn. Không ăn. Chị Phước chỉ ăn chay không. Dạ chị uống cốc nước biển này no à. Biết luôn hả? Nhìn là biết. Nhìn biết vậy ta. Ốc cà na là quá trời. Ngon lắm nhưng mà lễ lâu quá. Dạ. Cái này ai lại ngồi lễ rồi lùa vô ăn được hả? Dạ. Giống như là lễ ốc đánh nha, rồi cái trộn gỏi cho mẹ. Cái này là cái này lễ xong kho chắc ngon lắm rồi. Không. Nhưng mà ba cái ốc này ai lễ sẵn không? Ai lễ sẵn? Ốc đắng của mình có người ngồi lễ sẵn mà ốc cà na không ai lễ sẵn ha. Đúng rồi. Đâu đâu. Để kêu bữa nào ghẹ ốp là nó được nó lửa từ con á. Ông muốn chống cho bả hay gì? Hả? Ông muốn chống cho bả phải không? Im liền. Mẹ bên mình đang lễ đàng mà. lúc điện chị là cũng vẫn chưa để quên đó tôi nghe không? Ủa là bữa đó là có khách ở nhà học nhà đó rồi. Dạ. Bởi vậy mới kẹt cưa đó giờ đó. Không biết bây về đi tao đi. Vậy sao? À, là có khách ở nhà ha. Ừ. Mai mốt có khách là để cái bảng miễn tiếp khách à? Miễn tiếp khách. Hôm nay ta có khách rồi. Bởi vậy lúc em điện hai giờ mấy sao đổ. Đó là một nhà luôn rồi đó. Dạ không biết ăn nói sao. Quá trời. Cảm ơn nhiều. Quá đẹp. Thôi. Dạ. Khách đẹp quá rồi. Cái ham dữ vậy trời. Vậy chị Phước đang ước gì vậy? Sống mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ mà nó cho ăn một cái que nữa. Trời ơi. Thôi ơi. Cái này là cái đó giống như ta nói là của ai nó hưởng đi. Em hưởng đi. Bữa nay lên sống với nhà chị, lên sống với trời ơi. Cho ăn nguyên cây hàng ngày. Nó chơi vậy chứ là em để người sâu cho ăn không á. Nó thật. Nói cho ăn đúng rồi. Vậy mà kêu ăn không cho ăn đâu. Thôi vậy cứ để vậy chị ơi. Để khi nào mà anh lễ cái là cũng gần đi vậy đó. Em gần lên rồi đó. Bưng cái rót là lần đi đó. Lúc có thì không ăn nhưng mà không có thì đòi ăn. Không thì ai cũng đặt lên mà cô cái đen đó mà có bự gì nè. Nó hơi bác có nhiêu tiền đâu nên chưa để luộc ăn cho nó chịu. Mình sẽ làm một khúc bắp. Lại bắp nữa. Nãy giờ ăn biết nhiều khúc bắp. Em kéo lên làm 2 càng trước bán đâu được. Gặt hay gì là em làm 2 càng trước hết. Đắp không? Nhưng mà vừa nướng xuống xong nó thơm, ngọt. Để bây giờ thì nó hơi làm 2 càng rồi coi bán rồi coi ăn bán. Trứng. Nhưng mà làm 2 càng đâu ai mua. Không ăn luôn hả? Làm 2 càng giờ là không ai mua. Đâu Thái ăn cơm dữ trời. 4 chén rồi. Nhưng mà cơm nó ăn không? Có ngày đám ăn kém thứ 3 luôn, một mình nó ăn kém thứ 4 luôn đấy. Không có đồ ăn á. Không có đồ ăn, vô tư ghê. Không ăn đồ ăn, người ta ăn cơm, nó không có cự nữa. Không có đồ ăn. Giỏi không? Giỏi không? Ăn cá đi Thái. Bạn nói rồi, ai làm trên làm dưới ai có ăn cơm mới cho. Giờ muộn rồi hết. Cơm mà cũng nhám. Cái mùa này cũng nhám mà cái còn nhạt cơm mà cái mùa cũng nhám. Còn ốc thì cũng ngon cánh cười nhưng ốc cái bếp này ha. Ốc bếp mà nó phải ngon, ốc bếp ngon nhất. Ngon nhất hả? Này mà ăn còn lại mai gom lại nấu mì ăn ngon lắm. Tôm tích rồi ha. Tôm tích bên này quanh năm luôn hả bạn? Mùa này nhiều không? Qua Tết chơi, qua Tết là bà. Ủa tới đó Bảy bán làm sao? Mình dự trữ tôm mấy tôm này à. Gần hết mùa là mình dự trữ hả Bảy? Gần cái gì chứ ốc mà kiểu dạng bom hàng đầy. Về rồi tiền đường gửi luôn. Giống ở trong đường cao mà. Đến đó là chắc nó mắc. Thôi giờ cảm ơn bà con bác nha, đã theo dõi video của Thùy Kim Khiết nha. Để Thùy về chào luôn. Dạ. Để anh ăn trước cái đi bắt khía chơi cha rồi bắt khía. Dạ vậy mấy anh em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con cô bác ạ. Dạ có nhiều ạ.